Nè, thế nào rồi? Không được đâu. Vậy trở lên đi. Không có cơ hội ra hả? Nè, làm lại đi. Sao không nói? Anh gấp rồi hả? Đào như vậy à? Tuần sau cũng không ra được đâu. Nè, Quê Hùng, tối nay không gặp được bạn gái thì khỏi đồng phòng rồi. Chạy đại ra đi, anh sợ cái gì? Một mình tôi đánh gục 9 đứa mà. Nghe nói bên ngoài đâu phải là có 9 đứa, còn anh em mình nữa mà. Ê, đừng nóng. Nếu đánh nhau thì sẽ có thương vong đó. Tôi muốn liên lụy đến các bạn đâu. Như vậy nè, tụi mình nói thẳng với chúng nó, mong chúng nó thả anh ra. Ê, làm ơn tránh ra đi, cứ nói chuyện đâu đâu không à. Anh thì muốn trốn ra, bây giờ có người vô kìa. Tránh ra đi. Có cách rồi, anh Mai đó anh Hùng. Anh có cơ hội rồi. Lại được đồng phòng rồi đó chàng đấy à. Nếu anh ra được nhớ theo thôi tôi cho cô Trăng nha. Kêu em tôi chờ tôi ra nha. Tôi biết. Nè, khi tới Hùng nào lẽ không phải nào té. Còn quá nhớ mua giùm tôi 2 cái túi người thai nha. Cái gì đây? Có phải là người không? Thiệt là kìa. Bộ anh Quê Hùng đã quẩy làm gì này sao? Cậu khuôn loạn. Thằng rắn. Dạ. Thằng đen. Nhanh dạ. Hùng. Dạ. Dẫn các bạn mình đi ra ngoài. Thưa cơ làm loạn lên. Dạ. Dạ. Đi đi đi. Còn ba đứa anh à, phải lên lẹ một chút đi. Nếu anh Hùng ra được à, tôi sẽ bốc cậu các anh đó. Anh Lâm. Ê, anh khỏi nói. Khi anh ra được tôi sẽ giữ bằng trả đến đằng của anh. Không cho tụi nó lấy đến dài đâu. Còn nữa, hình của bà Tuyết Tuyên và Hồng Tuyến tôi giữ cho anh không ai đụng được đâu. Sao bên tên này đâu có đẹp chứ, lui ra đi. Quê Hùng không? Ê, các anh không phải là người đâu, còn muốn cản trở anh Hùng nữa sao? Tôi không có làm gì đâu mà. Vậy cũng không phải là người. Chào tạm biệt tức là kêu ảnh vô nữa. Muốn vô thì phải chia tay vợ anh. Giờ anh sẽ kiếm trời. Ê, tôi đừng nói nhiều nữa. Tụi mình làm bộ đánh lộn đi. Kiếm thằng nào xấu tướng ra đây vì nó đáng ghét. Đánh nó một trận đừng có nương tay nha. Đánh chết bỏ. Chuẩn bị 1, 2, 3. Nó là người rồi, không phải đâu. Nó là người rồi, không phải đâu. Nè, ta chà. Đánh lộn kìa. Hỏi đánh lộn kìa, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lộn kìa. Nè, tôi sợ. Sao lại đi? Không đi. Tôi sợ người ta nhận ra tôi. Đi đi. Không có ai nhận ra đâu. Tôi danh môn còn à, đánh ngã thành lính Nhật. Anh Dương sẽ nhà mình chạy đi ha. Đi.
Quên Hùng. Thả một lần. Chờ một chút. Sao vậy? Em bị ngục thở. Sao giống như tìm con kiến vậy? Chứ còn cái là sao? Hồi trước làm hơi 4 tiếng khỏi cần thở mà. Giờ này em hơi yếu phổi. À phải rồi, lần này chắc là anh cực nhọc lắm mới có thể ra được đây. Không cực đâu, được gặp em còn cũng không sao mà. À nè, tụi mình đi nhà thờ nào làm lễ cưới vậy? Thực sự thì em cũng có chút chuyện nói dối anh. Thầm răng em giả sao? Không sao, tôi già lắm dùng vậy. Hey, hay là em có xăm mình? Xăm mình là người thuộc tố cao đó, ngó thấy càng đẹp mà. Không phải, không phải. Dù em có con cái cũng thành vấn đề đâu. Anh coi như là con ruột của mình. Không có phải anh à. Có phải em muốn nói với ba em không? Không phải là đại tỷ phú không? Nếu không phải là tỷ phú cũng là tỷ phú. Ba em đâu có tiền gì đâu, còn nghèo hơn cả anh nữa. Đây là vấn đề rồi, nhưng mà không sao đâu. Anh yêu em không phải là vì tiền. Anh đối với em tốt quá. Dĩ nhiên. Nhưng mà em có chút việc đã dối anh. Chuyện gì? Em nói đi. Chỗ này không có phải là có hai đứa mình đâu. Hả? Dạng má tới đây hả? Yeah! Ngừng tay. Nè anh mập, muốn đánh chết anh hả? Làm anh mất sợi tóc tôi cũng mất đền anh nữa đó nhờ. Cần gì phải lo lắng. Quê anh hùng tức là quê anh hùng. Hẹn chia thảo mộc thương anh đó. Đúng là một thanh niên có tài mà. Anh là thần tượng của tôi đó. Anh mập à. Được rồi, tôi không có bán người tình của cô đâu. Nè. Thôi được. Kia đây hả? Ừ. Anh tên họ gì? Tôi là Hồng Đại Ca. Mình quen thân kêu tên được rồi. Đại ca. Ngoan. Ngoan. Anh là ai vậy? Hy vọng sau này mình sẽ hợp tác vui vẻ nha. Đồ điên, anh hợp tác với anh chưa? Tôi là thiên tử đệ nhất hiệu. Bắt đầu từ bây giờ anh là thiên tử đệ tứ hiệu. Im miệng. Ai nói tôi làm thiên tử đệ tứ hiệu chứ? Tôi biết gì. Ăn đi đã. Anh đã ký hiệp ước với tôi rồi. Coi nè, chữ ký của anh đây, đừng có chối cãi nha. Nè, xem cho kỹ đi. 10 năm sống 10 năm chết, không gia tăng tiền lương, cuối năm có tiền thưởng, lập tức đi làm phục vụ quốc gia. Anh đang hiếp tôi ha? Phải rồi, tôi có ý làm vậy. Tội Nhật đang truy nã anh, người Trung Quốc không thể giúp được anh. Anh đang bí lối rồi đó. Em cũng hy vọng là anh cùng phục vụ nước nhà. Ok, vậy tuần sau hứa tuần trong mặt sau. Nếu tôi còn sức lực thì tôi sẽ giúp anh. Không được, anh phải lập tức chấp hành nhiệm vụ. Nói chơi hay sao chứ? Tôi chịu thảo một lan cũng không chịu đâu. Cổ không có sao đâu, không tin anh hỏi cổ coi. Thảo một lan. Nè, xem cho kỹ đi. 10 năm sống 10 năm chết, không gia tăng tiền lương, cuối năm có tiền thưởng, lập tức đi làm phục vụ quốc gia. Anh đang hiếp tôi ha? Phải rồi, tôi có ý làm vậy. Tội Nhật đang truy nã anh, người Trung Quốc không thể giúp được anh. Anh đang bí lối rồi đó. Em cũng hy vọng là anh cùng phục vụ nước nhà. Thăm một lan. Thiên tử đệ tam hiệu đi chấp hành nhiệm vụ thứ hai rồi. Không được, anh phải lập tức chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ hay sao chứ? Tôi chịu thảo một lan cũng không chịu đâu. Cổ không có sao đâu, không tin anh hỏi cổ coi. Thảo một lan. Thế nữ nhân à? Phụ nữ giống như gió thổi lưng quần trên lồng đèn vậy. Không nghĩa là gì? Tôi cũng không biết. Chứ. Đi về. Nè nè nè, nói tôi nghe đi. Anh biết nghĩa câu đó mà. Tức là sợ gió, sợ trèo cao, sợ phỏng bàn tọa, rắc rối lắm, anh không có hiểu đâu. Bây giờ mình đi đâu đây? Tìm lính đầu ngủ tiếp tay. Nè, anh ở đây chờ tôi nha. Nè, anh cần có giúp sao? Anh ăn mặc lam lũ không vô được đâu. Bơ của Pháp đây. Ủa là anh à? Nè, cấp trên có nhiệm vụ. Nhiệm vụ tôi là nghỉ phép. Chú xin phòng nha. Vậy tự giải quyết đi. Anh không giúp tôi hả? Để làm gì? Di tình bản đi. Di tình bản hả? Nè lấy đi.
Vì nước vì dân cũng được. Vậy càng đáng đánh nữa. Ờ được rồi, có nhiệm vụ gì? Anh đang nghỉ phép mà. Ờ được rồi, tôi nghỉ đủ rồi. Ừ, nói nghe được đó. Có bộ đồ võ nữa. Nè, giao cho anh đó, tôi xuống dưới chờ anh. Anh mà bà cứu với anh mà bơi. Nếu gạt anh là thằng chó, tôi là con chó. Nè, mau chạy đi, chạy đi. Việc này không phải nhỏ. Thân phận tôi bị bọn phản bội dịch trần rồi. Bọn Nhật Bổn nhận mặt của tôi cũng dễ như là trở bàn tay, cho nên mới tìm đến hai anh. Nhiệm vụ này là gì? Hai anh có nghe chúng ta có số tiền cứu quốc 500 tỷ để trong ngân hàng Thụy Sĩ. Có nghe? Chưa nghe. Hai anh nghe đây. Người duy nhất biết mật mã trong ngân hàng này có biệt hiệu là Thần Tài. Anh ta rủi ro bị bọn Nhật Bổn bắt giam rồi. Rất may là bọn Nhật Bổn chỉ biết ảnh là Thần Tài. Nhưng trong số đặc vụ của bọn Nhật Bổn có một ẩn giả tên là Hezedeki. Chỉ có đó đã từng gặp mặt Thần Tài. Mình phải cứu Thần Tài trước khi Hezedeki dẹp mặt ảnh. Thần Tài bây giờ ở đâu? Ở trong trại tập trung 732 hồi trước đó. Nói sao? Bởi vì anh rất quen thuộc chỗ đó. Cho nên tôi nghĩ anh và La Sâm đi cứu anh ra đi. Tôi cực lắm mới chạy thoát được mà. Anh lại kêu tôi tới vào nữa. Tụi mình phải lập tức cứu cho được Thần Tài. Tuyệt đối không cho số tiền này lọt vào trong tay của người Nhật. Được kêu tôi. Thảo Mộc Lan đã trá hình trà trộn vô trỏng rồi. Nếu như anh không vô trỏng, có lẽ cô sẽ bị dâm tặc Nhật chọc ghẹo, thả dê, lợi dụng, thay nhau cưỡng hiếp. Anh nghĩ kỹ đi. Dàn ép buộc tôi vậy? Tôi làm sao biết ai là Thần Tài? Ám hiệu hỏi nhau là Dạng Lý Trường Thành, Dạng Lý Trường, đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Các anh nói câu trên, người nào đáp được câu dưới thì người đó là Thần Tài. Anh à, Thảo Mộc Lan biệt hiệu là người trăm mặt của Võ Dược Quá Trà. Lần này có xuất hiện dưới hình dáng gì? Không biết đâu. Nhưng cậu có nói cho tôi biết, anh hôn cổ làm cho cậu có cảm giác khác lạ. Nếu anh hôn người nào có cái cảm giác đó thì là cổ rồi. Không ngờ anh bay bướm như vậy. Nè, có rảnh đầy tôi nha. Nè, tôi có đi mạo hiểm anh ngồi hút thuốc sao? Tôi chờ ngăn cản Hedeki không cho vô trại 732. Mình có công việc khác nhau. Hy vọng sớm gặp được Thần Tài. Nè, quên hồn kìa. Phải, đúng rồi. Cánh cửa đó hồi trước là cửa cây. Vì đây hướng từ trên mặt sau.
đứa đồ phi hổ từ đâu tới đây hả? Phi hổ Thượng Hải Giang Tồn, tên ngựa đỏ. Phi hổ Tân Hội Quảng Đông, tên chuồn chuồn. Phi hổ Quế Lâm Quảng Tây, tên mới ngột. Phi hổ Ninh Ba Tiếng Sang, tên bướm bướm. Phi hổ Tây Nam Sơn Đồng, tên bào ngư. Cô khu mô chi, cô khu chi. Tại sao người vậy? Trước đây tôi cao giống như các anh vậy, nhưng tôi bị người ta đánh đập, bị hổ lộ cắn nên tôi lùng vậy thôi. Nè, âm hiệu này tôi không biết. La 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 la, cùng nhau ca đi. La la la, anh biết tôi không biết. Em biết. Muốn hơi gì thì giơ tay lên. Thằng này, thằng mặc áo xanh, ra đây. Ra đây. Sợ gì vậy? Đã quá ha. Mày biết chuyện của mày rồi, lần sau mày trốn nữa tao cho người kiên xác của mày ra đó. Thủ trưởng Võ Nghĩa rất cao cường, đã một cái danh ra tám trượng. Thủ trưởng đúng là thiên hạ vô địch, chỉ hơi gió cũng làm kinh mạch của nó bay rồi. Tất cả những người ở đây phải tuân theo nội quy, không được phạm sai lầm. Trong trại tập trung 732 này chỉ có người chết mới ra khỏi nơi này. Thiếu tá Kino. Dạ. Xếp đặt chỗ cho chúng nó. Dạ. Bây giờ nghe tôi xếp đặt đội phi hổ vào trong trại C, hiểu chưa? Dạ hiểu đó. Đội phi hổ được dựng vào trong trại C. Chúng tôi là sĩ quan cấp 3, không ở được chơi đâu. Được. Tao chịu tụi mày. Tụi mày muốn vô ở trại hả? Nhưng chúng mày có tài gì không? Qua đánh ngã tụi nó vô ở được rồi. Sau khi ra khỏi đây, thêm nhiều chỗ canh gác. Mấy thằng lính canh theo dõi không chấm mắt. Bên ngoài có chung để lo nữa. Nếu trốn chạy như anh lần trước, sẽ chết tôi liền rồi. Thế vậy sao? Nè, bông còn đâu? Ê, anh thiệt khổ lắm. Từ ngày anh chạy thoát ra, anh bị bọn nhiều bọn bắt đi đánh cả ngày cả đêm, đánh tới khờ người luôn. Bây giờ anh tối ngày cứ tưởng mình là con nít đó. Trên trời, chỉ có má tôi là người tốt nhất là la. Đúng là bị kịch trên trần gian. À, mê thoáng khua giả. Anh thương ảnh là con nít cũng sao, mà khổ nhất là anh tưởng tôi là má của anh mới chết chứ. Uống sữa hả? Cho bố sữa. Tới đây. Cho bố sữa hả? Tình hình này có lẽ tôi nhập bộ nó biết thằng Tài ở trại 732 này. Tụi mình phải ra tay trước. Ê, anh lại vậy? Sao giống cầu thủ bóng đá quá vậy hả? Nói cho anh biết được không? Anh có thể nói. Thiên từ đệ nhị hiệu. Tôi kêu nói tên mà. Có gì nó phản đi. Chúng tôi đây rất là trọng nghĩa. Được, tôi mình là người Trung Quốc, để tôi nói ngay nha. Nhiệm vụ thiêng liêng của chúng tôi là đến đây cứu thần tài. Còn nhiệm vụ của mấy anh là đừng sợ gian nan nguy hiểm, chết cũng không sợ. Hiến thân vì nước, đồng tâm hợp sức hoàn thành nhiệm vụ. Anh nghĩ sao? Nghĩ sao hả? Nè! Cứu được thần tài, ngàn tỷ mỹ kiệp, các anh được 1/10, nghĩ sao? Chúng tôi sẽ cứu gian nan. Có thể không? Lòng người xấu như vậy đó. Được, để quan ngành mấy người bạn mới, tôi quyết định mời các bạn thịt bò kho, dầu nước ngọt. Bây giờ bắt đầu nha. Anh Sơn không chưa sửa đổi thói quen ăn cắp đồ hả? Có bằng cấp làm sao có ăn chưa?
Tự nhiên, qua đây. Thầy vô mau đi nha, sắp hàng đi hả, hướng ra về má của tụi thanh niên kìa. Ôi trời, chịu gì nổi. Đứa nào nó đẹp như tiên chị. Đừng dòm. Bộ đi sao đứng trước mặt mà không dòm. Chị đó. Cái dai bự. Cứ cho như là đồ cối, đồ bò hay đồ heo. Như vậy sẽ khỏi bị cám dỗ. Người thích thời mới là Tuấn Kiệt. Được hưởng phúc sao không hưởng hả? Có trường kêu bất cổ cưỡng khiếp tụi bay. Cậu không uống nước làm sao mà đè đâu được. Ôi da, cổ tôi rất là mềm, lại cắt nước thì dễ bị đè lắm đó. Anh hề nhé. Anh nói đúng, ai cũng sai chứ. Nhát chỉ là khuyết điểm nhỏ thôi mà. Đứng yên, đừng khát nữa nha, thuốc lên. Đứng lên, đừng có khát cũng nha. Đứng yên, đừng khát nữa nha, thuốc lên. Đứng lên, đồ có khác cũng nha. Xong xuôi rồi, không cần cãi nữa. Nè, anh Lâm à, tụi mình không đi tìm thằng Tài hay sao? Càng gì phải đi tìm gấp như vậy? Tìm gặp thì rất hay, cả đời không phát tài chết còn hơn. Bây giờ, sao đó anh chuối? Gì vậy chứ? Chắc là bò kho hồi hôm có anh Sơn làm không được sạch đó. Nó bậy tại anh ăn quá no thôi. Nè, biển đi. Dạng lấy trường thành, dạng lấy trường. Là nước, là non, là. Tôi nói có đúng không? Dạng lấy trường thành, dạng lấy trường. Anh nói cái gì? Ở đây chỉ có ruột gà, ruột vịt. Ăn món nào? Gì cũng được. Dạng lấy trường thành, dạng lấy trường. Anh bạn, ráng đi học đi. Dạng lấy trường thành là chỉ có 7.650 lý à. Từ Gia Du Quan tới Sơn Hải Quan là chỉ dài có 594 lý đó thôi. Nè, từ Quảng Châu đến Bắc Kinh đã có 696 lý đó. Dạng lý trường thành, dạng lý trường. Chục tướng tù đó hả? Y sĩ đâu? Ở đây nè. Ngồi đi. Muốn lấy thuốc gì? Nguyên quế hay là kế phẩm vậy? Nói đi. Tôi đau bụng. Không có thuốc đâu. Tôi hòn thở tự chưa có đem tới. Tôi đau bụng chứ đi muốn tắt thở đây. Thế anh làm ơn cho thuốc gì uống đỡ đi. Không có thuốc làm sao cho anh chứ? Chuyện gì vậy? Chào thiếu gia. Thuốc của Hồng Tập Tự anh đã dùng hết rồi. Còn thuốc khác thì để lại cho binh sĩ dùng. Thằng này đau bụng á, tôi đâu có thuốc cho nó chứ. Hiệp ước Geneva quy định không nên bạc đãi tù binh. Có bệnh thì phải trị. Dạ. Nhưng mà mình đã hết thuốc rồi mà. Phải trị cho bằng được. Dạ. Nhưng đâu có quy định trị hết đâu. Dạ, tôi biết. Thiếu ta, anh đừng đạp vô chú nha. Ê, kiếm thuốc gì cho nó cũng được. Dạ, biết rồi. Hai cổ thuốc này. Trời ơi, thuốc giờ bởi vì con mắt ngựa vậy. Nè, anh uống hết một lần à? Tôi uống nhiều mau hết đó, không phải đợi tới ngày mai nữa. Cả tháng rồi tìm không được thằng Tài. Làm biết ai là Thái Mộc Lan, anh Mập có nói gì với anh không? Anh Mập à, nói khi anh không có cảm giác đặc biệt mà. Anh chú già Hương. Thái Mộc Lan, sao biến thành chú già Hương được? Kìa, cổ cũng cười duyên với anh nữa đó. Chẳng lẽ là cổ? Hả? Qua, lẽ nào là cổ sao? Hình như là cổ mà. Thì sao? Để Tam Hiệu không thể dễ dàng lộ diện đâu. Nếu anh không thử dùng phương pháp này, cả đời cũng không biết nữa đó. Bắt đầu từ ngày này đi, không sao đâu. Thank you.
Ngó ngang ngó xuôi anh đâu có giống thăm một lần. Lần này khổ quá, không lẽ phải hô thiệt sao? Nếu là cổ tôi biết mấy, nếu không tôi sẽ bóc cổ anh đó. Tôi ngoài biết được à, tôi còn bằng mũi gì nữa chứ hả? Không tôi hôn nha. Ai đó? Sao lại như vậy? Anh muốn sợ báo tôi hả? Mẹ không, tôi sợ anh lên cho nên qua đây đã báo cho anh mà thôi. Xin lỗi nha, làm anh ngủ không được. Ngủ ngon ha. Không ngờ anh rất quan tâm đến tôi. Cảm ơn nha. Không có gì. Tại sao anh rời cái ngực tôi, cả thân tôi nó mềm dũng hết vậy? Linh chào. Chào thủ trưởng. Coi anh giỏi là khá đẹp. Dạ, tôi tham mặt anh em binh sĩ tặng cho thủ trưởng. Báo cáo thủ trưởng. Chuyện gì? Điện khẩn. Xin chào thủ trưởng. Xin chào thủ trưởng. Thiên hoàng muôn năm. Ông là cha của tôi. Ông cha dạ thế. Cha của tôi qua đời rồi. Chết rất oanh liệt. Dạ. Cấp trên cho tôi tới đây bởi vì để nắm được tin rất tin cậy. Nói là người Hoa ở hải ngoại có quyền được một số tiền để đối phó với hoàng quân. Số tiền này là do một người có biệt hiệu là thần tài phụ trách. Người có tên này không ai bị chúng ta bắt vào trại 732. Tìm được thần tài thì Trung Quốc chết chắc thôi. Nhưng tới bây giờ chúng ta chưa biết nó lại. Tôi và anh Bôn sẽ dùng đủ mọi kế kiếm được thần tài, kêu nó khai ra mật mã mà. Tới chừng đó nếu Trung Quốc đã nghèo rồi sẽ càng nghèo thêm nữa. Đại đế quốc Nhật Bổn như cọp có cánh rồi, muốn làm gì không được. À, phỏng tay rồi. Ngồi ăn với nhau. Các vị, các vị đàn bà mà, các vị thấy thức ăn ở trên bàn này đều là của các vị đó à. Không biết có âm mưu gì không đây? Người ta nói kẻ thất thời là tuấn kiệt. Bởi vì mình phải mau nhận người chủ tương lai của chúng ta lại nha. Hoàng quân Nhật Bổn. Là Hoàng quân Nhật Bổn. Đó là sai. Dù các vị thân phục cũng không thể nào sửa đổi vận mạng được đâu nha. Làm việc cho Hoàng quân á. Hoàng quân cần các vị biết tin tức điều tra ai là thần tài đó. Nè, anh đoán ai là thần tài vậy? Kệ mẹ đó. Ai muốn làm mật thám cho Hoàng quân thì làm ám hiệu một chút cho tôi biết. Làm ám hiệu cho tôi biết chút đi. Bên trái có 5 người. Bên trái có 5 người. Bên mặt cũng có 3 người. Cảm ơn các vị làm ám hiệu tôi đã thấy rồi. Làm việc cho Hoàng quân là rất vinh hạnh đó. Hoàng quân không bằng đảng các vị đâu nha. Nếu ai được tuyển làm kẻ chỉ điểm tốt nhất thì tử phẩm ngoài những món ăn ngon này ra còn có cái đẹp nữa. Cổ sẽ cùng anh tăng gió mỗi đêm. Sau mỗi đêm bảo đảm anh sẽ phục lăng. Còn thưởng tiền bạc nữa. Trả 10 triệu bạc tất cả cho anh. Còn hai món đồ chơi nữa là một chiếc xe đạp hiệu Honda mới nhất. Thưởng phẩm vàng là tiệm kim hoàng tà không hết tiền thưởng cho một cái kim bài cả gì đến mặt giờ 24. Làm gì điểm có lợi như vậy làm thử nha hả? Nó thử nhiều như vậy chắc là chưa tìm được thần tài đâu. Phải đó. Còn ai muốn ám hiệu nữa? Có hay không? Có hay không? Tụi mày đừng nghe nó nói. Nó muốn làm loạn quân, đồ hán gian tài xài. Chúng ta đều là những phần tử yêu nước. Tụi mày đừng có mong ly gian được bọn tao. Trung Quốc nhất định cường. Trung Quốc thắng lợi. Trung Quốc thắng lợi. Ông đừng nói. Trung Quốc thắng lợi. Vậy đánh lừa Trung Quốc hả? Dám đánh lừa. Ai đánh lừa Trung Quốc? Đánh nó lại. Đừng khách sáo. Đừng phóng đại hành vi anh dũng của tôi. Thôi. Thôi đi thôi. Tôi chưa thấy tụi mình mà. Tại sao không ra tay chứ? Thằng thú dũng cảm như vậy thật là đáng nghi. Đưa lại. Anh nó đánh nó thúi kìa. Quá đi anh hùng.
Hây da, đồ ăn ngon vậy. Hây da, thiệt là thơm quá ha. Đừng hấp tấp gì vậy, từ từ ăn đi. Ăn xong còn làm gì nữa nha, là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hưởng thụ tối cao? Khỏi hỏi, ăn nó là muốn dâm dục. Cho mày một cái đẹp nha. Cảm ơn anh Peter, anh Bon. Bây giờ mày biết làm hán giang có lợi gì rồi? Biết chứ, từ nhỏ tôi đã tập làm hán giang rồi. Chỉ tại ba tôi ép tôi học sách thánh hiền thôi. Trong sách thánh hiền có nói, quân tử bất lập vi tượng hạ đó mà. Nói rất đúng, chân lý. Sao nhỏ quá vậy? Làm loài này ra lớn đi. Trời ơi, nó bị đánh đó, là tắc tiếng kìa. Quá tao là anh hùng. Mày làm việc cho tao, tụi tao giữ mặt cho mày mà. Cầm cặp mắt của chúng nó, mày là anh hùng đó. Hai vị đề bạc tôi như vậy, tôi sẽ yên tâm tự lực, dù chết cũng không sao. Tụi mình cùng phú quý, đừng nói tới chữ chết nha. Nếu ngày nào đó mày biết ai là thần tài, dụ nó nói mật mã, mày sẽ làm sao? Có phải lập tức báo cáo hoàng quân không? Phải lập tức báo cáo, nhưng không phải báo cáo thủ trưởng hoàng quân, mà là phải báo cáo cho nhị vị sư phụ. Mày thông minh thiệt, tụi nay mày là trò tụi tao. Cảm ơn. Sao đến tin vậy? Mày đến ngất đâu có lại được nữa chứ. Tôi để nhịn hết 3 năm, heo nái cũng giống như điêu thuyền. Trời ơi, nó la nữa rồi kìa. Chắc là đánh nó tỉnh lại, rồi lấy nó ra cho nó. Thằng này la ghê quá. Lát nữa cho nó làm một lần nữa, nó còn la hơn nữa. Cho nó một con nữa. Đập nó một trận. Nó la tắt tanh kìa. Ây dạ, chắc là thiến ảnh rồi. Chắc là thiến ảnh rồi đó. Quá là anh luôn. Anh giỏi ăn cắp á, sao không giỏi bằng thằng Thúi đi? Bộ anh không ăn sao? Lần nào anh cũng ăn nhiều. Anh giỏi ăn cắp á, sao không giỏi bằng thằng Thúi đi? Bộ anh không ăn sao? Lần nào anh cũng ăn nhiều. Trời ơi, thiệt là tội nghiệp quá đi. Tôi biết anh ghét tôi, bây giờ anh là thần tượng của tôi. Hồi nhỏ là cấp sự của má tôi, lớn lên là cấp rượu của tôi. Tôi tha thứ cho anh. Từ nay về sau, nếu anh gặp tất cả thứ nước trong mình của tôi sẽ cho anh uống hết. Bảo đảm như vậy sẽ tốt hơn. Phải rồi, anh thích uống cái gì nói đi. Nói đi, tôi lấy cho anh. Anh thôi rất là anh hùng, tôi khâm phục anh. Đừng khen thưởng tôi, chỉ có một mình tôi chết là có thể kêu gọi 1 triệu người Trung Quốc thất tỉnh. Không nên khoa trương tôi. Tôi một người chết có thể hoan nghênh hàng vạn vạn người Trung Quốc là đáng được. Đúng, hoan nghênh hàng vạn vạn người Trung Quốc dùng được bạn không? Dùng điện thoại thì được rồi. Anh là người không? Anh nói đùa thôi. Sao nó ẩu quá vậy? Tôi cảm thấy thằng Thúi này rất là khả nghi, đừng có tin nó quá nha. Nhưng mà lúc này anh tụi nó là anh hùng mà. Anh nói ra như vậy tụi nó tưởng anh là phe Nhật Bản đó. Tôi chửi anh rồi. Má về rồi hả? Sao cả mình má hôi bùi đùi heo đùi gà vậy hả? Mấy thằng Nhật mắc dịch đó, nó ăn hiếp má rất là khổ sở. Nó lấy đùi heo đánh má, nó lấy cánh gà chích má nè. Má đi cho con bú nha, hả? Ê, chuyện này không phải đàn ông làm đâu, để tôi làm cho. Anh ngồi đây nha. Đi. Ông Vinh Muối, theo tôi nghiệp cho anh. Dù cho chúng nó ép buộc đánh đập tôi không khuất phục đâu. Người Trung Quốc muôn năm. Nếu được cái giới này tới nữa rồi, anh hùng Vinh Muối đội kia họ xin kính chào. Đừng nói như vậy. Đừng có sao, anh hùng. Nếu có gì cần anh em chúng tôi, ai ông tôn trọng anh cho chúng tôi biết, chúng tôi lập tức tiếp anh, nhất định như vậy. Cảm ơn nhiều. Nè ông Vinh Muối à, đi ra tản bộ với tôi. Nên ngồi như vậy hoài vết thương không có lành đâu. Tôi chỉ đi được một chân thôi. Ngồi lâu cũng vô ích. Ra ngoài tản bộ đi. Nè, làm sao chứ? Chân trái tôi sẽ bị nó đánh què. Anh đừng có lo, chờ chân anh lành lại rồi chúng tôi cùng anh trốn ra khỏi đây. Trốn cách nào chứ? Mình sẽ đào đường hầm. Nè, làm sao? Ê, anh Thúi bị đánh về chúng mình, tại sao cũng cho anh biết chứ? Phải rồi, vì các bạn tôi chịu khổ rất nhiều. Nè, đường hầm đó ở đâu vậy? Là đường hầm anh quên hôm đào hồi trước. Không phải bỏ rồi sao? Khi bị Nhật bắt, chúng mình quyết định đào đường nó lại. Dù cái gì không nói cho tao nghe được sao? Không chịu nói cho anh Peter biết hả? Hả? Nói mau! Buông ra! Hán gia tại sai! Đội sống còn quân hả? Bắt nói gì? Bắt nói gì? Đường lại! Đừng đánh anh nữa! Muốn đánh đánh đi nè! Anh đánh tôi đi! Vô lý! Tao đánh nó mới thì tụi mày! Giận cái gì? Đứng lại! Anh Hùng,
lại làm anh khổ nữa rồi. Anh bị thương như vậy làm sao chịu nổi bộ tay sai đến đập chứ? Một mình tôi làm, mình tôi chịu. Coi chúng nó làm gì được tôi. Hang Giang, tay sai. Giận đi. Hang Giang, tay sai. Tao không sợ tụi bay đâu. Tụi bay lấy đồ heo đánh tao đi. Lấy cánh gà chết tao đi. Tao không sợ tụi bay đâu. Tao không sợ tụi bay. Tránh ra, coi gì. Hồi nãy nó bị thương chân trái mà. Sao bây giờ thành cái mặt vậy hả? Nè. Còn thấy gì lại không? Tụi nó đào đường hầm ở trong trại, gia đình chạy trốn theo đường đó đó mà. Đào đường hầm có ăn thua gì mình đâu, trốn hết cũng không sao. Quan trọng nhất là tìm được thằng Tài. Hi da, tôi sẽ tìm được nó mà. Ừ nè, chúng tôi đâu có thời gian đâu. Nếu thằng nó tới sau này chứ hả? Nó đó, phải tìm cách đi. Hi da, cho tôi ăn đi, ăn xong tôi sẽ có cách mà. Khỏi vậy nữa. Đội trưởng, nếu như mà tìm được thằng Tài trước ngày sinh của Thiên Hoàng, chỉ có một cách thôi. Thủ trưởng nhân từ tụi bay như vậy, tụi bay còn muốn đào hầm bỏ chạy nữa hả? Bây giờ hầm mới lấp lại rồi, thủ trưởng không thể nào nhờ nhẫn lại được nữa. Tụi bay ai là thằng Tài, mau ra đây đi. Nếu không chịu ra thì trong 5 phút đồng hồ giết chết 2 người. Bây giờ bắt đầu tính giờ nha. Khỏi phải hỏi, tao là thằng Tài đây. Tao là thằng Tài, Tài đi. Tôi là Tài đây. Tôi là Tài đây. Tôi là Tài đây. Chúng tôi là Tài đây. Chúng tôi là Tài. Bộ giỡn trời sao tranh nhau đi chết à? Thiệt là im lặng đi, im lặng. Tụi mày muốn dẫn chạy với tao hả? Lính đâu? Bắn chết ở phi hậu đi. Dạ. Không được đâu, khoan đã. Chúng nó không phải là thần tài, là chúng mình đây. Khoan đã. Mày nói mày là thần tài, vậy mày cho tao biết tiền đó để ở ngân hàng nào, có bao nhiêu? Ngân hàng Tỷ Sĩ, 5,38 triệu Mỹ kim. Wow. Thiên tờ. Dạ. Dẫn tôi nói về bộ tư lĩnh. Dạ, dẫn cái gì? Dẫn gì bộ tư lĩnh? Ê, dạ. Giải tán. Về sau chỗ này xin giao lại cho cô. Tôi biết rồi. Ê, đừng đánh tôi, đừng vợ tôi. Con ngựa tôi rất dễ quên. Pha cho tôi một bình trà thơm tôi uống, tôi sẽ nhớ lại. Trí óc tôi làm việc tốt hơn nhiều. Mày ngoan ngoãn nói cho tao biết thì muốn gì cũng được. Mày khỏi nóng nảy nha, không thả nói nha. Tụi tao chăm chú nghe đây. Mật mã tuy rằng rất là dài nhưng mà dễ nhớ. 43420 024 420 024 420 024 420 024 lặp lại 8 lần thì được rồi. Vậy dễ thôi, cũng như là bài hát vậy mà. 43420 024 420 024. Tổ trưởng à, mật mã tuy là dài nhưng mà dễ nhớ vô cùng ha. Vậy tụi bay đã ghi nhớ rõ ràng rồi hả? Nhớ rõ ràng rồi. Kéo ra bắn bỏ. Nè 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 nè, khoan bắn đã. Khoan đã nha. Thủ trưởng à, khoan bắn đã. Để đuổi nó giống làm sao? Phải rồi, vậy là mất thằng Tài đó. Khoan bắn nó đã. Không phải là bắn nó, mà là bắn hai đứa bay. Hả? Sao vậy? Tại sao phải cho nhiều người biết được mật mã vậy? Tụi bay lúc nào cũng nói là hy sinh vì Thiên Hoàng. Đây là cơ hội tốt nhất của tụi bay. Dẫn tụi nó ra. Dạ. Thủ trưởng à, đừng giết tôi mà. Thủ trưởng. Thủ trưởng. Đừng giết tôi mà. Dạ, thủ trưởng. Thủ trưởng. Dạ, thủ trưởng. Lính đâu? Chứ. Muốn biết được mật mã này thì hay là giá cũng mau thôi. Đem đi đến cùng tình báo, cấp tốc. Chứ. Tao nghĩ bây giờ người trong trại rất là ghét mày đó. Tướng quân, những lời ông nói hồi nãy. Mày đừng lo, tao không phải là kẻ không giữ lời hứa đâu. Nếu không thì sau này có ai chịu thú nhận với tao nữa chứ. Như vậy tao sẽ tổn thất lớn. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả người trong trại này sẽ được ăn no ngủ sướng. Thật ra, người Nhật Bổ của tụi tao không muốn làm cho người Trung Quốc thành kẻ dòng quốc đâu.
chỉ muốn cùng tụi bay kiến thiết và đồng đại đồng á đó thôi, cùng hưởng vinh hoa. Bắt đầu tập trung từ trại 732. Nếu có nhiều người hưởng ứng sự kiến thiết có lợi này của chúng ta, tất cả đều là bạn thân của hoàng quân. Chúng tôi chẳng bao giờ bạc đãi những người bạn thân đâu. Cảm ơn tướng quân.守着，ngồi xuống đi, uống bên trà trước đi. Tụi ta là bất nhân bất nghĩa, thấy lợi quanh nghĩa, thậm chí bán nước cầu dinh, nhưng chỉ bán nước Anh và nước Mỹ thôi, nhất định không phải là nước của mình. Các anh cũng biết tôi đến đây tìm thần tài mà, tôi đâu có biết ai là thần tài, chỉ nói bậy mật mã để gạt tôi nói thôi. Anh Long à, tôi bảo đảm anh. Im đi, anh bảo đảm gì? Nếu tôi biết nó là hán vàng, tôi sẽ đánh chết đâu. Đi sổ ra. Ngồi xuống đi, uống bên trà trước đi. Tụi ta là bất nhân bất nghĩa, thấy lợi quanh nghĩa, thậm chí bán nước cầu dinh, nhưng chỉ bán nước Anh và nước Mỹ thôi, nhất định không phải là nước của mình. Các anh cũng biết tôi đến đây tìm thần tài mà, tôi đâu có biết ai là thần tài, chỉ nói bậy mật mã để gạt tôi nói thôi. Anh Long à, tôi bảo đảm anh. Im đi, anh bảo đảm gì? Nếu tôi biết nó là hán vàng, tôi sẽ đánh chết đâu. Thuốc tán mỗi ngày uống một gói nghe chưa? Quay. Còn thuốc nước này mỗi ngày uống 3 lần nha. Cảm ơn nghệ sĩ. Tôi phiền tôi rồi hả? Chờ một lát đi. Dạ bộ đau bụng. Anh này, bộ anh đau bụng hả? Dạ phải, tôi đau bụng quá đi. Vậy thì anh qua đi đi nha. Xin lỗi, xin lỗi nha. Sẽ phải, con này đi. Xin lỗi nha. Có cảm giác khác thường hả? Chưa có tìm được thần tài phải không? Chưa tìm được thần tài không sao, bây giờ tìm được người yêu rồi. Mình lại mất thêm 3 tỉnh nữa rồi. Có nhiều chỗ thiếu đạn dược và lương thực. Nếu mà tìm không được thần tài để lấy số tiền cứu nước đó, thì tụi mình có lẽ sẽ bị mất nước. Anh đã tìm khắp nơi rồi. Có phải thằng Tài không bị bắt vô đây không? Không có. Có phải là chỗ nào anh cũng tìm hết rồi có phải không? Chỉ còn cơ sáng đến nhược và bộ tư lệnh vào chỗ hành hình đó thôi. Tìm cơ hội vào chỗ hành hình xem thử coi. Chuyện gấp như vậy sao tìm anh mập thêm tử điện giới hiệu tiếp tài chưa? Anh phụ trách ngăn cản hay đi khi không có chỗ vô trại này. Ồ. Thank you.
nằm đây chơi nha. Nó thả ra. Các vị, các món ăn ở trên bàn này là bản thân của các vị, anh La Sâm tặng cho các vị đó. Các vị phải cảm ơn anh. Anh nói cho chúng tôi biết mật mã rồi. Nếu đúng sự thật như vậy, các vị sau này sẽ được ăn ngon mặc ấm. Ai dám ăn? Thằng nào dám ăn tôi sẽ đánh người đó. Người phản bội nước nhà như vậy, chúng ta không ăn đâu. Không ăn đâu, không ăn đâu, không ăn đâu, không ăn. Nếu có cơ hội đánh lộn mình có thể được cảm được. Không ăn, không ăn đâu, không ăn, không ăn, không ăn, không ăn, không ăn, không ăn. Đem đi hình hình. Dạ. Để đó. Chèo ra qua nào qua đang hả? Chèo qua nào qua nào. Vô đi, vô đi, vô đi. Vô hả? Vô đi. Dạng Lý Trường Thành, 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 dạng Lý Trường, 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 dạng Lý. Ê ê da, mệt quá, mệt quá rồi. Quên đó quá. Đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Thằng Tài, thằng Tài à, mật mã là cái gì vậy? Mà nói đi, mà nói đi. Thằng Tài, thằng Tài. Ôi. Tôi bây giờ vô trọng gạt tụi nó nói tất cả ra. Lát nữa ở trọng nếu có xảy ra chuyện gì, các người cứ mặc kệ nha. Tôi là cứu các anh mặc kệ đi, khỏi dù ké đó. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Bọn Nhật Bổn mắng dịch, tụi bé sẽ chết phơi đây, đồ khốn nạn. Đồ Nhật Bổn, đồ đầu trọc. Ủa, Quý Anh Hùng, anh cũng bị tụi nó bắt ở đây à? Bọn Nhật khốn nạn, nó cái nói tôi biết thằng Tài ở đâu, ai mà biết được chứ? Anh cũng không biết mà. Anh có biết không hả? Biết à? Chắc anh biết đó, nói cho tôi biết đi. Tôi không biết. Tôi chỉ biết là nó bắt anh trước, rồi bắt tôi sau. Nhưng tại sao anh vô đây trễ hơn tôi vậy? Hả? Hay da, tôi bị Nhật Bổn đánh đập ép tôi khai, đánh chân tay tôi. Hay da, tóm lại rất là khổ mà. Nhưng mà tôi ngửi thấy mùi xì gà và mùi màu người của anh đó. À, phải rồi, chúng lấy xì gà châm tôi, lấy dãy cá khô cạo tôi, nhưng tôi không có chịu khai đâu. Tụi nó còn lấy nước quan nó mày nữa kìa. Dân xuân vậy sao vậy tính đi. Hả? À, thiệt là thê tuyệt luân đó. Tụi nó lấy móng tay nhéo tôi nữa. Mày là hãng gian. Không phải, tôi là thanh niên ơi nước. Vậy tao là hãng gian đi. Đánh chết mày nha. Đồ chết. Đồ chết. Đồ chết. Chết. Theo như đó. Ừ. Đánh nữa tao sẽ giết mày. Cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi. Nè, làm gì vậy? Có người lại cứu bạn kìa. Anh nói mặc kệ anh mà. Cổ dục kế đó, quên rồi sao? Thế mà chúng tôi quên rồi. Mày thanh niên yêu nước hả? Tôi là Hán Giang. Sau này tôi không làm Hán Giang nữa đâu. Sẵn trên mình sửa không có tóc đâu. Nè, nếu anh làm hái vàng nữa, tôi sẽ dịch mặt anh ra. Bộ tưởng tôi không sợ chết sao? Ba ngày hôm trước, ở bộ tư lệnh có người nói cho tôi biết hắn là thần tài, còn cho biết số mật mã lấy tiền ở ngân hàng nữa. 4 ngày sau là ngày hôm nay, hoàng quân thông qua ngân hàng Thụy Sĩ điều tra mật mã lấy tiền này. Đúng như là sự thật. Thì là giang hùng quốc tế mà. Bây giờ tôi xin thay mặt cho thiên hoàng, xin cảm ơn ông La Sâm là người đại thọ số tiền khổng lồ này của hoàng quân.
Các bạn thân mến, các bạn sẽ được tiếp tục hưởng thụ những món ăn ngon ngày hôm nay. Tiên hoàng còn quyết định chống đi sinh nhật của người mới một buổi tiệc, chúc mừng thiên hạ cùng vui với nhân dân. Tất cả những chương trình biểu diễn trao cho các bạn phụ trách. Đây là danh dự của các bạn. Giải tán. Đi đi đi. Cần gì? Dạ. Thảo quên hồng trên này. Dạ. Dẫn thủ tới gặp tàu. Dạ. Ê, anh đứng canh ngoài cửa nhà. Kéo màn cửa sổ xuống. Dạ. Các anh đừng có nóng nảy nha. Không phải nóng nảy đâu, nóng giận đó. Trách nhiệm của chúng tôi á là thủ tiêu kẻ phản bội. Các anh tin nó là bị lừa đó. Mặt mà đó không phải thiệt đâu, tôi chỉ nói bậy bạ thôi. Anh tưởng nó khờ hay là tưởng chúng tôi khờ đây? Làm sao mà tin anh được chứ? Anh thiệt là đê hèn, dám phản bội nước nhà, dám phản bội cả hàng trăm triệu đồng bào. Tôi ghét anh lắm. Đúng vậy, tuy rằng tôi háo sắc, nhưng mà ngoài háo sắc á tôi rất là yêu nước. Bắt bắt đồng bắt hiệu, đánh nó cũng hiệu. Nói đúng, đóng cửa rồi đánh nó đi. Ừ. Đánh nó. Ây da, ây da, đồ khốn nạn ở đàn bà không đánh sao? Đồ thí ổ, cả đường lại. Đánh nó, đánh nó, đánh nó. Được, tôi nhớ rồi. Tụi tôi muốn gặp anh. Làm gì vậy? Kêu tôi làm gì? Tôi đâu có gì đáng nói đâu. Đi mau. Tôi không có gì đáng nói đâu. Giờ nói gì bọn tôi lệnh đi. Dạ. Cho tôi đi tắm được không hả? Nè ông Quân à, tụi nó đóng cửa làm gì trong vậy? Họ nói đến bạn của anh đó. Tại sao vậy? Không có biết. Giờ nói gì bọn tôi lệnh đi. Dạ. Cho tôi đi tắm được không hả? Nè ông Quân à, tụi nó đóng cửa làm gì trong vậy? Họ nói đến bạn của anh đó. Tại sao vậy? Không có biết, có gì đâu chứ. Thì các bạn đánh thôi mà, cùng lắm mà chết. Ê, đây, làm gì vậy? Làm gì vậy? Ê, 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 ê. Nè, mở cửa ra đi. Chờ chút. Cái gì? Không có ai ở đây đâu. Sao sao ra, nữ nhân không thể tả ra. Đại mấn à, miên à. Dừng tay. Đứng gác ở ngoài đi. Anh có sao không vậy? Tôi bị người đàn bà đó. Cái điểm là bị lan xăm rồi, anh phải là hắn gian thôi mà. Anh phải là hắn gian thôi mà. Anh cũng là một phe với nó thôi. Đừng đánh nữa. Hết ra mà. Chạy mau đi. Anh ơi. Anh ơi. Kìa tàn à. 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 Chạy mau đi. Chạy mau đi. Chạy mau đi. Chạy mau đi. Dừng tay. Kéo tất cả dừng tay. Đừng đánh nữa. Nguyên Hùng, tại sao cả bọn tôi giết Trừ Cải Vàng? Các anh muốn giết anh Sâm? Giết một trước đi. Bản nước đầu dình, chết đáng đời rồi. Hãy nghe tôi nói đi, thằng Tài đã chết rồi mà. Tôi có gặp ảnh, ở trong tôi gặp ảnh một lần cuối cùng. Cho nên anh Sâm không bán nước gì đâu. Anh không phải là thằng Tài. Anh có chứng cứ gì xác nhận anh gặp thằng Tài? Không có bằng chứng đâu. Nhưng mà trước khi anh nhắm mắt, trong tay cầm có hai lông chim này. Xin coi đi. Có lẽ là mình muốn tìm số tiền đó. Tôi coi lông chim này không phải lông chim thường đâu. Tại sao bọn Nhật đó nói một bả đúng vậy hả? Nó muốn cho tụi mình nội loạn, để chúng mình chiếm giữ lẫn nhau, tìm ra ai là thằng Tài. Làm sao chúng tôi tin anh được? Tôi lấy mạng tôi để bảo đảm. Nếu anh xem là hán giang thì giết con trước đi. Sao anh mạo nhận thằng Tài? Anh xem không muốn người khác chết quan. Nếu anh không đúng là nhận thì các anh em bị bắn hết sao? Rớt mày nói sớt. Thấy không anh đang đánh rồi. Anh chưa nói được một mã thì đã chết rồi. À nè, trước khi anh chết, trong tay anh có cầm hai cái lông chim này. Anh cam đoan trong tài này không có ai nuôi chim đâu. Anh không có thể nào không để lại mình mối lấy số tiền đó. Anh sao muốn nói là tâm bộ tôi lệnh có nuôi một con chim anh giỏ.
Muốn vô bộ tư lệnh chỉ có em mới được thôi. Có ai đó hay không? Giang Lý Trường Thành, Giang Lý Trường Thành. Tôi không biết đâu. Không lẽ là có một con nữa sao? Giang Lý Trường Thành, Giang Lý Trường, đồng tâm hiệp lực đánh đông sông. Giang Lý Trường Thành. Không nói nữa. Nói đi. Không nói. Nói đi mà, đừng có răng mắt nói đi. Ai đó? Cô vô đây làm gì? À, không có gì. Hồi nãy có vị trưởng quan đi khám bệnh, ông quên lấy thuốc cho nên tôi qua bên này lấy trộm. Ai ngờ vô trong này mà không có thấy ai. Mắt mà tôi đập dài. Nhưng mà dễ nhớ lắm. Bỗng qua bỗng 20. Được không sao? Lượng đánh tôi mà tôi đánh ngay. Nói thiệt là có duyên quá. Lại còn biết nói chuyện nữa. Phải. Thế chim này giờ đẹp về thông minh. Hồi trước tôi cũng có nuôi một con. Báo cáo thủ trưởng. Lồng chim làm xong rồi. Tay cái lồng chim mới cho nó đi. Dạ. Cẩn thận nha. Nó mất một chiếc lồng tôi giết mày đó. Dạ thủ trưởng. Thuốc này ra trời. Để tôi ra giùm cô. Ờ, tôi gặp ổng thì tôi mới nhận ra được ổng. Để lát nữa tôi tìm. Khoan đi đã. Đem lại chúc mừng tuổi của Thiên Hoàng. Có cùng tôi khiêu vũ có được không? Dây quần áo để tôi chuẩn bị giùm cô. Cô còn suy nghĩ gì nữa? Dạ được. Cảm ơn thủ trưởng. Tôi ra ngoài làm việc. Ừ. Kino. Dạ. Mang cảnh vệ đi đâu? Có người vô đây cũng không biết. Chúng tôi lại ra ngoài làm việc. Sau này phải thêm số cảnh vệ canh gác bộ tư lệnh. Ai là khỏi cương vị lập tức bắn bỏ. Dạ. Tại sao tụi nó lại tới đây? Em thấy tạm thời chim anh võ này không có dễ gì lấy ra được đâu. Thời cơ tốt nhất là phải chờ tới tối làm lễ chúc mừng thì chúng mình mới ra tay. Để khỏi phải liên lụy tới những người khác, tụi mình phải tìm cách đưa một số người trốn ra trước. Ờ, em nói rất đúng. Còn nữa, hồi nãy ở ngoài em có thấy tài sai của Tam Hổ Quang Đông. Bọn á ôm này rất là thích giết người. Chúng nó xuất hiện không phải là chuyện tốt. Các anh phải cẩn thận. Anh biết rồi. À, thằng Rắn à, tụi bị đứng đây làm gì vậy? Thì canh gác. Canh gác à? Bữa nay không có mưa gió cần gì canh gác chứ. Ây da. Không được. Nè, không được, chạy nhau nữa mà. Bây giờ nó nghe được hả? Được, nó nói nữa. Có ai đề nghị gì tốt hả? Vô ta lo trước đi. Hey, thương nữ đâu có biết hận. Mất nước sau nhà lại có trồng cây bông cúc. Bên sông nghe cả bài hát bông cúc đó mà. Tôi thích bông gì cũng được. Mặc kệ ở bên sông hay ở sau nhà. Im đi. Hồi trước tôi khúc vàng lén chở heo lên Thượng Hải, có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ lén chở heo và lén được người trốn vẫn là thôi. Anh lén làm cái nào nói ra nghe coi. Cách này đơn giản. Trước tiên là phải chia heo đực và heo cái ra. Heo đực sẽ không nhảy được heo cái. Tránh khỏi sự hỗn loạn gì ghen tương lẫn nhau. Quan trọng nhất là đừng cho chúng ăn no. Bởi vì khi ăn no, chúng sẽ đã trên đường, dễ bị người ta theo dõi. Người khác nói. Tôi chưa nói tới chỗ quan trọng mà. Người khác nói. Tôi mong rằng các bạn trình bày của tính chất kiến thiết trước khi phải suy nghĩ, trước khi nói. Quan Hùng, chúng ta làm em thắc chế chúng nó được không? Anh nói rõ đi, tụi mình ngồi yên, chúng nó dám giết mình không? Người khác nói. Ờ, Quan Hùng à. Hai bông buồn à, coi cái gì hả? Có chứ, mốt hả? À, nè, à, để mấy chú nói chuyện đi hả? À, lên giường bú đi. Ha, nè, à, lên giường bú đi. Bố à. Ê, đừng suy nghĩ gì nữa, mở đường mắt xong ra đi. Chạy máu uổng lắm, cho hồi hồng ở tự tốt hơn. Người khác nói. Tự do là chịu chết. Muốn xuống hả biết hay không? Muốn biết là ngủ sớm đi nha. Đúng như vậy rồi, không ai muốn chết sớm đâu. Im đi. Chạy em ra đi được không? Nếu các bạn không có đề nghị gì hay, tôi đề nghị anh Sâm có toàn quyền tổ chức cuộc hành động này nha. Im đi, chúng tôi đâu có tin ảnh. Tại sao các anh không chịu tin ảnh chứ hả? Kẻ phản bội là người khác mà. Muốn bắt buộc tôi nói ra hay sao? Nói ra đi, chúng tôi giết nó. Chúng mình đừng có nói chuyện này nữa. Hãy nghe anh Sâm trình bày đi. Im đi. Anh khỏi nói. Nghe nói đi. Đừng cãi nhau nữa. Nghe nói đi. Lần này mình kiếm thần tài. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thì mới có thể thành công.
Toàn bộ kế hoạch hành động tôi sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn biết. Đầu tiên mình phải tìm cách đưa các người trẻ tuổi có bệnh hoạn và những người không giúp được việc đi ra khỏi trại trước, để cho mấy người này tránh khỏi thương vong trong lúc chúng ta hành động. Có đề nghị gì không? Tốt nhất là đào đường hầm cho họ đi. Bây giờ mới đào, có muốn không vậy? Thật tiếc là con đường hầm đào lúc trước đã bị tụi Nhật lấp lại rồi. Nếu tôi biết ai tiết lộ việc này, nó thần giết nó. Nào cho tôi à, anh làm gì vậy? Đâu có gì, tôi thấy anh em nó đồng lòng với nhau, tôi rất cảm động. Chúng ta đào tạo một đường hầm rồi, nếu có người tiếp tay sẽ nhanh chóng đào xong. Chúng tôi đi anh. Mộc Lan à, anh và anh Tâm đã quyết định, trong lúc chúng nó đang say mê dù trời, xem cuộc biểu diễn, em đi hỏi thằng Tài cho biết mật mã, còn tụi anh sẽ đưa các tù binh trốn ra ngoài. Cô Dương à, làm việc cô tiếp đã giùm ba vị phu nhân của ba tên lĩnh. Dạ được. Ba vị tên lĩnh, để biết Dương đại đế quốc nhật bộ của chúng ta không bằng đã tù bình, tối nay trong phạm vi hội trường sẽ rút bỏ giới bị quân sự tất cả. Kiếm được thằng Tài chưa? Dạ chưa được. Mặc lệnh của Thiên Hoàng, hành sự với theo chỉ thị. Xin mời ba vị phu nhân. Chương trình tối nay là sẽ do tù binh biểu diễn, sân khấu này cũng do bọn họ làm việc đó. Xin mời, xin mời. Dạ, xin, dạ, chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Thế nào? Đang hành động. Quên không? Tình hình bên ngoài thế nào? Không có cái gì. Anh Tâm à, đã ra mấy người rồi? Mới bắt đầu thôi. Mau lên nha, tôi sợ không kịp đó. Tôi biết rồi, nhiều người quá sợ mất thời gian đó. Nè, mau lên đi, mau lên đi. Mẹ kiếp! Đừng đánh tôi, là tôi đây, đừng đánh nha, đừng đánh. Sao kỳ vậy, tôi đừng giữ cho nữa hả? Đâu phải, tôi định ăn cắp hai chai rượu, chờ hành động mình xong á, uống chung mừng đó. Làm gì là không làm, vậy là tính nhục vậy. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Mộc Lan à, chuyện gì vậy? Có biến đổi. Mộc Lan à, chuyện gì vậy? Có biến đổi. Tam hữu quan đồng đã tới, kế hoạch có thể biến đổi. Cẩn thận hành động. Nhìn sau đây. Đại đế quốc Nhật Bản chúng ta là dân tộc ưu tú nhất, là con của vị thần Thái Dương. Thần Thái Dương đẹp trách nhiệm thống trị thế giới trao cho chúng ta. Chúng ta phải được thành công, không được thất bại. Tối nay dạ hội của trại 732 bắt đầu từ nửa đêm 12 giờ. Phải giết cho sạch những người trong trại, không sót một ai. Đây là mật lệnh của Thiên Hoàng. Dạ. Nè, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Nè, lên giường tao đâu, chạy đi, chạy đi. Ai cho này, cấm địa, không vô được đâu. Mẹ ơi, nè, làm gì hả? Ở trong có người không? Không có. Chạy đi, là. Các người làm gì? Thầy áo. Thầy áo mà. Đi ra đi. Đi ra. Các người làm gì vậy đi? Mày làm gì ở đây? Thay quần áo. Tránh ra, tránh qua một bên. Chết rồi, chết. Lần này chết rồi. Chuyện gì? Báo cáo, tôi được nói là mấy người tù binh này không được biểu diễn, ông sẽ giết chết tôi đó. Ra ngoài đi. Dạ. Mau thay áo ra biểu diễn.
Sâm. Tôi thấy bên ngoài có cả đám lính Nhật. Họ nói sẽ giết tất cả người trong trại mình. Thế nào? Nè, mình phải hành động trước giờ. Bọn lính ở ngoài anh giải quyết đi. Tạm biệt nha, chạy mau đi. Cẩn thận nha hả? Cẩn thận nha, tạm biệt. Anh không? Có mấy thằng lính Nhật kia đánh sau đây hả? Anh đi trộm vào sân nha. Tránh tay đánh tụi nó. Được. Giải quyết phần trên trội canh. Đỡ tôi với. Đừng đáng mà. Chuyện gì? Hành động trước giờ. Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Các anh theo tôi. Kêu Thảo Mộc Lan đi lấy thằng Tài sớm chút đi, có chừng nha. Ê, làm chị bên võ đi. Hả? Hả? Được chứ, được chưa? Thủ trưởng à, tôi thấy hơi đau dạ dày, cho tôi ra nghỉ một lát. Cần tôi đi theo cô không? Dạ khỏi, tôi lấy thuốc uống được rồi. Cô ấy tặng chút nha. Chết hết rồi. Bác theo quần áo đi. Nè anh Sam à, bây giờ tính sao đây? Tớ hiểu tụi mình chạy rồi hả? Nè, tớ hiểu tụi mình trốn rồi hả? Đừng có lại nhảy nữa, thay quần áo đi. Mình còn phải đi diễn nữa đó. Không, chờ. Sao các anh tệ quá vậy, cho người khác chạy trước đi. Đừng có cản nữa, thay quần áo đi mà. Thôi, thay quần áo đi nha, lên nha. Tôi vô bộ tư lệnh, các cô đối phó gia thằng lính canh trước đi nha. Mau đi. Mở lên. Ủa, khu ra quay đâu? Nè, sao anh chậm vậy? Rồi tôi phải bỏ chậm chứ. Chúng nó thật là lạc quan. Sắp chết rồi chứ còn chơi được ha. Tôi đánh chị cởi. Ê mau đi, tôi kêu cô rồi đó, lẹ lên. Biểu diễn trước tiên là con rùa này. Con rùa ngã ngửa, ngã đi. Wow, nó ngã ngửa như là chớp nhoáng vậy. Giỏi lắm. Tiếp theo là con cọp kêu kìa. Kêu tôi à? Qua đây. Chuyện gì vậy? Quỳ xuống đi. Tôi là gà trống mà. Ê, chỉ gọi bằng miệng, đừng có dùng tới tay. Tại đi. Dạ, tôi là bà gái mày đâu rồi? Nó đau bụng, ra ngoài rồi. Để tôi đi kiếm nó về. Thần Tài, mật mã của ngân hàng là cái gì? Nói mau đi. Nói mau lên. Không chịu nói tôi mổ bụng ra bây giờ. Giết tôi đi, đem con ngon lắm. Không ngờ mày cũng bán nước làm hăng gian nữa. Con chưa dùng ám hiệu hỏi tôi. Giang Lý Trường thành Giang Lý Trường. Đồng tâm hiệp lực đắp non sông, tuổi bạc mây đen. Nói đi, sao đang nói lại nín gì nè? Nói đi. Không nói nữa đâu. Có không, thằng Nhật đang đi vô kìa. Thì nó con chim này là thần tài. Đứng im, con không lấy được con anh võ đâu. Không cho tôi lấy hả? Ông tưởng ông là cái gì? Nếu con lấy nó đi, tôi sẽ mất mặt thôi. Ông cứ nghĩ đến thể diện của ông. Bộ tính mạng của tôi không đáng giá sao? Ha!
Đã vừa lòng chưa? Ai cũng không lấy được thần tài rồi đó. Đừng gạt tôi nữa, dễ dàng người ta giết chết vậy à? Chẳng lẽ không có con nào là thần tài đâu. Xin lỗi nha. Cẩn thận. Nè, là tôi đây. Anh làm tôi sợ muốn chết luôn nè. Đừng nói nhiều nữa. Lấy thần tài được chưa? Lấy được rồi. Về chạy đi. Giờ còn anh Hùng ở đâu? Cứ nghĩ tới thần tình của cô hoài. Tụi mình giải quyết nha. Có bạn gái thì tốt rồi. Đi được chưa? Chưa. Có gì muốn nói với nó đi. Nghe tên tuổi mày lâu rồi. Chúng tao là năm vị sư tổ Thiếu Lâm đây. Bây giờ đây chúng ta chơi quyền thiên cầm bách thú, đã thất truyền 1000 năm của Thiếu Lâm tự cho mày được sáng mắt một lần nha hả? Đại sư Vinh, nói đi. Gà ướp muối kim bày của khách gia. Sao ta chiếu là vừa dạng môn đốt một chỗ trà thơ, rùa kiếm tiền tránh công bắt kinh. Còn nữa, 450 triệu nhân quyền của Trung Quốc. Đúng vậy, nhân quyền. Bao gì nó? Dạ. Bơm bơm nhiều bơm bài. Chuyển. Xuyên cầm bá thú, đông thương thiền phong, chuyển. Xuống dưới mau đi. Đứng im, đâu dễ dàng gì chạy được. Mày cái túi đó, để em qua đây. Qua đây là gì? Who are you? Cái lẽ. Sao hả? Bây giờ sao? Bây giờ mày đi đi nha. Thằng này khó đó, để cho anh đó. Muốn cắm sừng lên đầu hả? Fight!
Ở đây nó gầy mìn hết rồi, sắp nổ rồi đó. Tụi xâm đâu? Ở ngoài kìa, tất cả ở ngoài chờ anh đó, nhanh lên. Thảo Ngọc Lan, tụi em ở đâu đây? Thảo Ngọc Lan. Anh Sơn à, con xe đi. Con xe đi nha. Con xe, nè nè nè. Ai, chạy lên, chạy lên hả? Chạy lên. Lan, thấy không vậy hả? Ai, chạy, anh dở em quá đi. Chạy lên. Nè, nè lên, chạy lên xe đi hả? Chạy lên đi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Nè, thằng Tài đâu? Thì ở trong này nè. Nó đâu, mã cho biết đi. Được rồi. Thế các người cập nhật như vậy, để tôi nói các người nha nha. Giảng lý trường thành giáo lý trường. Đồng tâm hợp lực đắp năm xong. Tội bạc mây đen từ rạng sáng. Sau dây chân trúc điểm giam sang. Mặt mã tao nói hết rồi. Mà đi lấy tiền của nước đi. Hay quá.